Xin chào tất cả các anh em. Theo yêu cầu một số anh em thì hôm nay cơ sở Hợp Khuôn Triệu Cảnh Tiên Yên, chúng tôi sẽ ra quay một số hình ảnh trực tiếp một số thành phẩm chậu composite loại lớn. Ở đây anh em phải thấy ở đây chiếc bể. Bể này là bể cổ, một chiều là 1m2, chiều 1m8, cao 60cm. Đây, chiếc bể này đang trong giai đoạn là chúng tôi ngâm nước để bảo dưỡng. Đấy, cái việc ngâm nước sẽ giúp cho thành phẩm da sẽ bền hơn, chống bị rò rỉ nước. Đây là con bể vuông 1m2 x 1m2, cũng cao 60cm. Đây, con bể này đã sơn hoàn thiện. Đấy, anh em mới thấy được đường nét hoa văn, họa tiết rất là sắc nét. Đấy, cách sơn này thì cũng đã được hướng dẫn ở một cái số cái video trước. Anh em nào nếu mà chưa xem thì có thể xem lại ở cái kênh này. Đấy, bốn mặt của nó đều có hình đồng tiền ở hai bên, giúp cho cái chậu trông cổ kính hơn và sang trọng hơn. Để đặt mua khuôn này, anh em có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại là 0975 338 414. Anh em lưu ý khi làm cái dòng bể này, nó bể nó rất nặng, chúng ta có thể dùng cái tời hoặc là dùng cầu để chúng ta vận chuyển. Để có thể cầu được và tơi được, anh em để ý thấy có những cái móc sắt ở trong lòng chậu này. Với cái chậu này đấy, chúng tôi có thể làm có 3 cái móc sắt. Sau này chúng ta sẽ cho móc và tơi lên. Rồi, tiếp theo là cái bể khánh. Đây là bể khánh 1m4 x 1m8. Đây, bể này là chưa kê lên chân nhé. Đây, họa tiết hoa văn rất là nổi. Rồi anh em để xem đây, từng bốn mặt đều có hoa văn nhé. Những cái bể bằng khuôn composite này là hoàn toàn đắp tay nhé, không có lòng trong. Để anh em để xem được đắp tay và có thể kéo miệng như này thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, còn đây là cái chân của bể khánh đây. Quay rời này cho anh em dễ hình dung đây. Đấy, chúng ta làm cũng không đặc hết nhé, mở chân sẽ rỗng như này để tiết kiệm nguyên vật liệu và để cho nó nhẹ hơn, khi vận chuyển nó cũng sẽ dễ hơn. Với loại chân này anh em nên để kết cấu ở chân là sắt 8 để cho chắc hơn. Đây, còn đây là con bể khánh hoàn thiện này, đã kê lên chân này. Nhìn rất là khít nhưng thực ra nó là hai thớt nhé. Đây là một chiều rộng là 1m4, chiều dài 1m8 này. Anh em một lần nữa để xem lại hoa văn rất là rõ nét. Đấy, cách sơn như này, cái nền có một chút màu xanh thì anh em lưu ý là khi pha nhũ vàng và ve đen và thêm một ít ve xanh lá cây nó sẽ ra nền như này. Còn phần cây thì chúng ta để nguyên cái nhũ vàng, chúng ta sẽ sơn lên. Đấy, sơn rất là sắc nét. Và anh em phải nhìn rõ đây, những cái hoa văn họa tiết này sâu, chiều sâu hơn cả một ngón tay tôi đấy. Bể này anh em đan sắt 6 hoặc là sắt 8 nhé, để cho nó chắc chắn. Đấy, và cũng đừng quên làm những cái móc này để cầu lên cho dễ này.
Với bể này phục vụ anh em mà chơi những cây cảnh lớn hoặc là chơi non bộ, tiểu cảnh là đều được hết. Tiếp theo là tôi sẽ quay cái chậu lục giác chân liền. Loại này rộng 86 cao 55 và có độ thêm với chân nữa. Bề đã có cái chân rời đây. Đây hoa văn cũng rất là nổi, rất là sắc nét. Sơn heo lối, sơn cổ kiểu giả tàu. Đấy anh em thấy hoa văn rất là nổi này. Với dòng chân liền này thì tất cả khuôn nó đều tách thành 6 miếng nhé. Chậu cũng 6 miếng và chân cũng 6 miếng. Ở đây là kiểu sơn khác đây. Sơn này sơn giả đá đây. Đấy, hai kiểu sơn là đẹp, anh em phải lựa chọn kiểu nào phù hợp với cái thị trường của mình để chúng ta sơn. Còn nếu như mà chưa rõ về cái phần nào đó về kỹ thuật sơn thì có thể gọi điện trực tiếp cho cơ sở chúng tôi theo số điện thoại là 0975 338 414. Để anh em nhìn kỹ này, có hoa văn rất là sắc nét này. Còn đây là con chậu tròn 90cm nhé. Tròn này thì khuôn cấu tạo gồm có 3 miếng khuôn chậu và 3 miếng khuôn chân. Hoa văn thì giống như hoa văn của chậu tròn 1m. Cũng rất là nổi. Đấy anh em để ý kỹ vào. Đấy họa tiết hoa văn nổi rất là rõ. Lòng trong cũng đã được đánh bằng một lớp xi măng để chống cái việc là nước nó sẽ bị thấm ra ngoài. Đây, chân cũng được cải tiến rất là đẹp.